bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Melissa. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khởi động với mình. Mỗi buổi sáng mình đều tập 10 phút khởi động, vận động và nhảy để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tập một bài khởi động, tập trung vào vòng eo, vòng mông và đùi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng nhau tập nhé. Nếu như các bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình, xin mời các bạn hãy đăng ký kênh và hãy tập với mình mỗi buổi sáng. Oh,
Bài tập của chúng ta đã kết thúc rồi đó. Các bạn hãy nhớ tập mỗi ngày, vận động mỗi ngày ít nhất là 5 tới 10 phút. Không cần phải đúng, phải chuẩn. Chủ yếu là các bạn hãy vận động để cho mình có một sức khỏe và một vóc dáng và một sắc đẹp, đúng không các bạn? Hẹn gặp lại các bạn vào bài tập hôm sau. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Chúc các bạn một mùa nghỉ năm mới an lành, hạnh phúc. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe các bạn nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để cùng tập luyện và giữ gìn sức khỏe với mình. Xin chào tạm biệt. Mình là Melissa. Bye bye.